xuống hết thì đẹp. Một em. Ờ, dạ vâng, lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy cò nhé. Thì anh em ở tất cả các khu vực đã đánh được nhiều cò chưa? Thì là em lại tiếp tục đi đánh cò trong cái tháng 3 âm lịch đây. À, kia là được một con đầu tiên của anh em kìa. Ở Bắc Giang thì hai hôm cò nó dừng rồi nhưng mà đánh vẫn đạt công anh em ạ. Đấy, ngày hôm qua vẫn được 11 con. Lúc em về đấy thì anh ấy được 7 con, sau được thêm. Còn có mồi đây. Có mồi có một con đứng bờ thôi. Và một con cò vỉ thì giấu ở trong ruộng ngã ba kìa. Còn hướng cò ra thì nó theo hướng này nhưng mà hôm qua hướng này không thấy ra nhiều anh em ạ. Ở đây thì nó gần một cái rừng cò ở trong khu vực trong kìa. Cò cứ về đấy chứa xong đảo ra đây thì đánh. Nói chung là cứ đều đều ngày vẫn được chục con hơn chục con. Đấy, có hôm nhiều nhất thì được 20 rồi. Chưa hôm nào vượt qua được 20 đấy anh em. Đấy, chờ đợt này cò nó ra đợt là đợt thứ hai này. Đấy, mỗi năm thì cứ đến tầm này thì nó ngừng mất mấy ngày xong bắt đầu nó ra. Đấy, nó ra đợt này mới là đông này thì đánh nó dễ hơn là cái loạt đầu anh em. Còn là về cái loạt cuối nữa. Loạt cuối thì đến lúc lúa nó gần chín nó sẽ ra một loạt cuối để về nó đẻ luôn. Lúc đấy thì đánh được thêm con nào thì đánh thôi chứ còn nó không được nhiều. Và bây giờ thì em lên chỗ ngồi nhé. Để có cò thì lại tiếp tục quay cho anh em cùng xem. Cò di cư này anh em này. 4-5 con. Hôm nay bắt đầu mới thấy ra. Giờ có một con khả năng trèo đi mất rồi. Còn có 3 con quay lại rồi, 2 con lại đi thẳng anh em. Xuống hết thì đẹp. Một em. Chết cả 3 con rồi. Rồi ra bắt cò anh em nhé, được 3 con mẹ đấy đấy. Mẹ này được 4 con này anh em này. Đấy thì đánh ở phát đầu được 3 con xuống thì phát sau lại thêm được một con nữa ở trên đầu, không kịp quay con đấy. Trắng hết mặt chua mình nha. Mãi mới thấy được đàn cò ra anh ạ. Tuyến cò cụ đỏ to. To lắm anh ạ. Và những mẻ này là được hơn 100.000 này anh ạ. Một mẻ được hơn 100.000. Ngày làm 5 mẻ là ok rồi. Tuyến cò đỏ. Vâng. Ôi, con này khả năng chết không anh? Nó chìm bố đầu xuống rồi. Con này có cá. Đấy nha. Đấy, khả năng chết rồi sao? Sặc nước. Không ngáp hoặc lên. Dạ. Chết rồi. Tiếp một cân nhé. Ta này hơn 100.000 này. Dã man. Một ôm. Xuống đúng một bờ anh nhỉ. Đây anh em này. Ôi, làm phát 4 tên. Ở trên kia được 2 thì là 6 con rồi. Ngày hôm nay thấy là ok rồi. Giờ tiếp tục đón những cái đàn cò tiếp theo anh em nhé. Còn nữa anh em này. Ủa xuống tí thế. Một con đảo trên đầu. Ui đằng sau lại đằng sau. Tổng 3 con mẹ này anh em. Nhưng mà mới có một con xuống thôi. 2 con. Một con nữa. Chắc khó ăn rồi nhỉ. Một con kia nha. Không phải gì. Quay lại, thế quay lại. Nhưng mà không, chắc không được. Bây giờ ra bắt cò anh em. Mẹ đấy được 2 con rồi. 2 em này anh em này. Ui giời. Vừa như vịt. Anh phải cầm que anh đuổi nó.
Lâu lắm rồi đánh được con cò. Cò lon. Chưa đổi lông mã. Thật nào. Xuống như mất phanh. Đây à. Lâu lắm mới được con cò lon. Cả vụ nhỉ. Anh phải phạt bên kia. Ui trên đập lại đang xuống nữa kìa. Chết rồi. Nhiều quá hôm nay. Nhiều cò đấy. Cò mồi này nha. 4 năm rồi. Đẹp. Long lanh. Quá đẹp luôn. Kiếm một con mồi này hơi bị hiếm. Trên đầu vẫn đây cô anh ạ. Mẹ này được có một đôi thôi. Bây giờ lại lên chỗ ngồi anh em nhé. À còn. Xuống đều nhịp lắm. Xuống đều nhịp chết hết cả ba. Và đấy mới là đánh hạ ác nhỉ. Một hạ bắt con. Mẹ vừa rồi lại làm hơn 100.000 anh em. Lại làm 4 con. Lại tuyên có lon. Con này bắt đầu ra báo này. Và đang mai ra mạnh anh nhỉ. Tuyên có được 2 con cổ đỏ, 2 con không cổ đỏ. Một con kia lại chui ruộng. Thèo thế. Hôm nay xuống lại không có nào kêu. Con góc kia 4 tên. Kìa. Đây này, được 12 con hôm nay rồi. 2 cò lon, 2 cò già. Đưa cầm cho. Anh dặm nhựa cho nhanh. Đây những cái con cò non non đây là ra báo là di cư về đây anh em này. Bắt đầu hôm nay mới thấy có tốp ra. Tốp 3, tốp 4. Mấy hôm vừa rồi đánh chán quá. Hôm nay bắt đầu mới thấy có hy vọng. Hiện tại bây giờ chỉ có 7 giờ thôi. 7 giờ mà được cần này cũng khá là ổn rồi. 13 con, 12 con này. Là béo. Rồi bây giờ em lại lên chỗ ngồi anh em nhé. Giờ gần 8 giờ rồi anh em này. Đấy hiện tại thì bây giờ là phải về đóng keo và đóng que để gửi đi cho anh em ở tất cả mọi miền đánh cò. Thì ngày hôm nay thì tổng kết lại thì cũng được 15 con anh em ạ. Đấy, anh đang ra nhặt một tốp lại 2 con ở kia. 17. Ngày hôm nay đánh cũng khá là hiệu quả rồi. Hiện tại 8 giờ thì anh chắc là ngồi thêm tầm khoảng 9 giờ 9 rưỡi anh mới về. Bởi vì cò ở đây nó đảo đồng rất là muộn. Đấy, bao cò ở đây các bác này. Anh cũng khá là ok đấy. Nó ngang với cả cò mùa tháng 8 ấy. Còn cò chiêm này đánh được như thế này là cũng đẳng cấp ở khu vực này rồi. Đấy, que nhựa đây, dính chằng chịt luôn. Còn về que thì anh ấy đánh bằng que 2D2. Đấy, que 2D2 này thì khi ra nhựa nó rất là nhanh. Và cũng không sợ lộ, nó nhỏ que thôi anh em. Còn về đánh cò giờ mùa này thì được như thế này là cũng khá là đạt ngày công rồi. Hiện tại cò Bắc Giang thì đang là 80.000 một con. À 40.000 em xin lỗi, 80.000 hai con. À, chỗ này 15 con thì cũng được khá khá tiền rồi. Còn về cái con cò mồi ấy thì ở đây thì đánh một con cò đứng bờ, một con cò vỉ và một con cò diều như này. Đây là cò diều anh em. Cò diều thì dạo này phong độ bây giờ mới đang lên. Đấy. Đánh cũng khá là ok rồi anh em. Đấy, cò diều đấy. Còn một video thì cũng quay cho anh em cảnh đánh cò, cận cảnh đi bắt cò ở chuông. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu về keo bẫy cò hoặc là que thẻ thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Em sẽ để cái số điện thoại chạy ở màn hình video ấy. Anh em điện trực tiếp đến thì bên em sẽ có anh em nhân viên tư vấn kỹ lưỡng cho anh em cách đánh cũng như là cách sử dụng keo và cách thức thanh toán. Thì thanh toán thì nó đơn giản thôi, anh em thanh toán với người giao hàng, kiểm tra keo chất lượng ok thì anh em thanh toán nhé.
Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở buổi đánh cò ngày mai.